Sau khi mà em xác định được cái số thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng em phải nộp thì em sẽ đi thực hiện hạch toán các nghiệp vụ này lên phần mềm kế toán. Đúng chưa? Em ghi cho chị Dạ. là hạch toán thuế nhà thầu. Thì theo quy định tại điểm 2.7 điều 6 của thông tư 78/2014, thông tư của Bộ Tài chính quy định về cái việc là chi phí được trừ hay là không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, thì không biết là em đã đọc cái thông tư 78 đó chưa? Dạ em có đọc qua rồi. Thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài phải doanh thu nhà thầu phải nhà thầu phụ nước ngoài nhận được nhà thầu phụ nước ngoài nhận được xuống dòng đi không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp chấm. Do đó nếu thuế nhà thầu tính theo giá nét thì thuế thu nhập doanh nghiệp được tính là chi phí được trừ và ngược lại là theo giá gross thì không được trừ đúng không? Dạ. Cái cách hạch toán ấy đối với lại gross nợ tài khoản 154 theo thông tư 133 mở ngoặc thông tư 133. Nếu như mà chi phí này tập hợp cho dịch vụ để tính giá thành hoặc nợ 642 nếu dùng cho bộ phận văn phòng. Nợ tài khoản 811 gạch ngang phản ánh thuế thu nhập doanh nghiệp không được tính là chi phí hợp lý. Nợ tài khoản 133 phản ánh thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Cái này là phản ánh thuế như bình thường ấy. Có tài khoản 331 giá trị hợp đồng. Sau khi đã trừ đi thuế nhà thầu chính là cái số tiền mà lúc em tính là 1 tỷ mà trừ đi bao nhiêu mà còn hơn 900 triệu đấy. Có tài khoản 3338. Ở đây thì em có thể là chọn là 33382 cũng được, các loại thuế khác cũng được. Chi tiết đấy là 33382. Thuế nhà thầu phải nộp. Còn nghiệp vụ nộp thuế thì mình hạch toán bình thường thôi. Em ghi là nộp thuế. Nợ tài khoản 33382. Rồi, tiếp theo là tính theo giá nét. Nợ tài khoản 154 mở ngoặc thông tư 133 hoặc 642. Đấy là giá trị hợp đồng. Có tài khoản 331. Giá trị hợp đồng. Không trừ cái gì cả. Tiếp theo là phản ánh thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp này. Nợ tài khoản cũng là 154 hoặc 642 cóp xuống này. Nợ tài khoản 1331. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Có tài khoản 3338. Tổng thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp. Cái kia chị ấy nhầm này, cái trên. Cái nợ 154 ấy, cái dưới ấy, đấy đúng rồi. Cái đấy là thuế thu nhập doanh nghiệp chứ không phải là thuế, không phải là giá trị hợp đồng đâu. Rồi, ok. Nộp thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp đưa vào 154 hả chị? Tức là giá nét thì em được ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp là chi phí hợp lý đúng không? Ừ. Dạ được. Thì đấy, đấy cái số tiền đấy là số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, nó khác cái thằng trên. Dạ em đúng rồi. Nộp thuế thì nợ 338 có 112 thôi. Cái mà câu nhà thầu phụ nước ngoài với lại doanh thu nhà thầu là sao hả chị? Tại hợp đồng nhà thầu là tên hợp đồng này. Nhà thầu phụ nước ngoài chính là công ty B đấy.